Đó, chị Loan chuẩn bị. Xe em nghe là nghe chị Loan. Chuẩn bị chia tay chú. Tạm thời. Đừng là đi qua Úc. À, mình chịu gì lắm nha, quý chú chị. Ấy xe. Quay xe hết. Quay xe. Xe là rửa xe đó. Rửa xe ông ơi. Quay xe cái gì? Chứ không phải là quay xe ấy. Ai quay xe ông? Rồi tắt luôn đi em ơi. Mớm đang quay vòng mọi người đợi. Tại vì dạ đây mớm bây giờ con thắp nhang của cô chú anh chị gửi thắp cho ba nha. Của cô Mỹ gửi nè với chị gì Phong Lê gì hồi nãy nữa đó với nhiều anh chị khác nữa. Em cảm ơn người. Ủa, bấm bài kìa, đúng rồi, đúng rồi. Ủa? Sorry. Đó, hãy xin cây dù cho chị, cho em bán chị luôn á. Lâu lâu chị lên là mình ưu tiên cho chị ha. Rồi chào anh. Phan chị. Hồi nãy em nghe chị nói còn quay có lời gửi gắm bằng. Đi nữa kìa. Đi về bị nữa rồi. Nó nóng quá chị. Nó nóng quá. Sang Úc nha. Rồi thôi giờ mình vừa đi mình gửi gắm luôn đi. Đường kia. Đi đường này đi, đường này chị mát đi. Đường này sang không biết nè. Không có điều gì. Rồi tụi em nói là sao? Chúc chị đi lòng vòng với nè. Các bạn hãy đứng lại đi tụi em chúc chị chứ. Sao không hỏi mọi người. Sang Úc xong diễn thành công tốt đẹp nhất nha. Được mọi người thương là cảm ơn rất nhiều rồi. Dạ. Còn chút đi. Dạ. Coi chừng dập vào bà con ơi. Ê mình có nên dừng lại tí xíu không? Của em. Quên em về trời ơi. Đây em cầm. Để cái cây đó đó luôn đi. Để cái cây đó đi. Tí xíu không mấy em dẹp sao không sao. Chút xíu dập sao. Hai tuần nữa. Chị Hồng Loan về là sẽ lên mộ luôn. Rồi bye bye chị Loan. Chúc chị Hồng Loan á thành công trong chuyến đi này nha chị. Rồi bye bye thả luôn nha. Rồi, bye bye. Sức khỏe nha mọi người, bye bye. Dạ. Dạ. Cô chị Trang nữa, chị Trang nữa. Cô chị Trang. Ủa, chị Trang với chị. Chị, 2 tuần nữa chị em mình gặp lại nha. Rồi. Chị gặp coi cái cho em cái tấm hình tôi vậy. Bữa nay chị đẹp ghê không? Quạt rồi, cái máy rồi chàng ơi, cái điện thoại này nó bị cái gì rồi. Chị sao chị cho bả chụp mà chị không cho em chụp? Ủa, nãy rồi đó. Trời ơi, bả chụp cái em có chụp đâu. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi, chị Trang lên. Rồi. Chào chị Trang luôn nha. Rồi chào chị Trang. Rồi chị Trang còn vô lấy đồ nữa mà. Hello chị Trang. Ủa chị Trang ngồi cho mà. Còn chị nữa. Còn chị kia nữa. Còn chị nữa hả? Ủa Sòn đâu? Còn chị Sòn đó. Chị Sòn đó. Sòn. Chị Sòn hả? Chị Sòn. Để gọi điện, để gọi điện. Chị đó. Đó. Rồi. Anh Hột Sòn. Anh Hột Sòn. Anh Sòn. Chị Sòn. Anh kia đâu? Chị xe quyền thoại. Nữ hả? Xe huyền thoại của chú này, xe kỷ niệm mà. Ngày xưa là chú gọi là chị ba đúng không chị? Cái gì ta? Chị ba vũ trụ. Chị ba huyền thoại, đúng rồi. À đấy, chị ba của tôi trả lại tôi dùng đi. Ước gì có một lần mà lên mình ngồi xe ha. Chị, còn là thấy dù không vậy trời? Leo lên xe chú Linh ngồi một lần ha. Quay gì? Còn thấy dù không vậy? Dù hay cưng ha. Thôi đợi sau đi em tặng cho ba cây. Nó đi ra luôn. Từ sao nhớ lên nha. Rồi, nãy đường ấy còn cho chị lên. Rồi, cho chị Sơn. Rồi, em chào chị Sơn. Bye bye vậy nha. Bye bye anh Hải nha. Nhớ đi đừng có nhớ vợ quá nha. Rồi. Chờ đi. Đi ra sao là đón cái xe sao anh? Đúng rồi. Ủa, đón xe sao để... Rồi. Rồi ok. Rồi qua đi anh qua. Rồi.
Ủa, mình đi vô mình review cái chị món ăn chị tặng mấy anh em mình đi, tặng quà mấy anh em mình nè. Xách cái cây này vô nè anh Ngọc, cái cây của anh nè. Cây đưa lên anh Nguyễn quay luôn. Ủa nãy chị đưa anh Minh. Chị đưa gì? Đưa hoài gì đó. À, đưa cho Ngọc với em cầm. Rồi em đưa. À, mình vô mình review cái quà của chị Mộng Loan trước khi mà đi sang bên Úc để biểu diễn quá quý cô chú anh chị. Ồ. Chị Mộng Loan chị để lên đó hả? Chị sợ nóng. Ồ, không mới mốt mình để gì luôn đi anh. Sợ nóng mà. Sợ nóng mà mốt mình nắng mình để gì luôn đi. Cái dù lên á, chị để dù lên đây nè. Ủa chị để lên nè. Chị che lại đó. Chị Trang. Chị Trang. Chị Trang để lên đó. Đó chị sợ nó. Đâu quà đâu. Đâu quà của chị Hồng Loan mình vô mình chia sẻ cho bà con cô bác xem đi. Tổng tấn công. Gì vậy? Wow. Wow. Để lên bàn nè. Cái gì mít sấy? Cái này là gì? Cháy. Cơm cháy, mắm hành. Vậy là mấy món, ba món hả? À, một món ba còn món. Một bình nữa, em lấy nó luôn đi. Mít sấy. Rồi. Đâu mít sấy đâu? Mít sấy. Mít sấy nè. Rồi thêm này luôn đi. Chú Ngọc cái mộ luôn lên đây nè, đưa cho Ngọc. Đưa cho Ngọc cầm. Còn mịt đâu rồi? Ngọc cũng cầm hết rồi. Cầm hết luôn Ngọc ơi. Đó. Tặng quà cho mấy anh em nha. Con thay mặt mấy anh em là cảm ơn chị Hồng Loan rất là nhiều. Chúc cho chị đi chuyến đi này qua bên Úc biểu diễn được thành công tốt đẹp nha. Được bà con cô bác ở Úc ủng hộ cũng như tất cả bà con cô bác ở Việt kiều ngoài nước ngoài nha. Rồi em hai mặt chị Hồng Loan trả lời luôn nha. Rồi. Rồi không có gì hết nha. Không có gì hết nha là sao? Cảm ơn nhiều. Cảm ơn được rồi. Nè. Đó. Đó. Cái đèn này á là cô Nhung. Cô Nhung đang trên đường gỡ vô cho mình. Hồi tối liên hệ với em. Anh Bị Loan đem lên mà. Kêu Loan mua. Đây là của chị Hồng Loan đem lên nha. Còn chuẩn bị sẽ đón tiếp những hộp đèn cầy của cô Nhung hôm hồi tối á, khi mình đi quay ở Tây Ninh á, là cô Nhung có nhờ người gọi cho mình ha, và mình cho địa chỉ kêu Duy Minh nhận giùm, thì Duy Minh dặn là mấy anh em ở đây ai nhận cũng được quý cô chú anh chị, tức là ở đây mà miễn nhận cái quà gì mà cho chú để làm lau dọn mộ nè, thắp hương gì cho chú đều anh em đều nhận đi đó. Đây là bà con cô bác, để cho mình review lại tí xíu nha. Cái những cái món món cơm chay của chị Hồng Loan dâng lên cho ba mình trước khi cái ngày đi qua Úc với chú anh chị. Rồi rất là ngon ha. Đó. Và quý cô chú anh chị ơi, những ai mà những cái kênh nào mà cái miệng ở nhà hay nói hay á quý cô chú anh chị, hổng chữ sầm trời đất á, Duy Minh không quan tâm. Có nhiều khán giả sáng lên nói với Duy Minh mà Duy Minh không quan tâm tới quý cô chú anh chị. Những cái kênh mà hay nói ở bên mộ cậu suốt đời bên mộ cậu mà bỏ đi rồi đó, bằng cái miệng không à. Ít view thì bỏ đi. Đó. Lợi dụng quý cô chú anh chị, giỏi thì lên đây quay, tới thật chắc mấy anh em mình quay ai cũng quay hết. Đó, mấy anh em mình đến đây thì khán giả đến đây, kể cả người thân hay là ai gì mình em đều quay cận cảnh cho bà con bác xem ha. Đó, đừng có nghe lời người ta dẫn dắt cái câu chuyện nói hay lắm thì trước cuối cùng cũng bỏ mộ chú đi. Đó, ở đây anh em mình muốn đi đâu đi ha, mình quay mình có lòng thì mình ở mộ chú mình quay, còn không có lòng thì thôi đừng có đi buông lời cãi đắng làm gì. Đó, quý cô chú anh chị, mà những người đó là những thấp cổ bé họng. Nói cái dạng là không có bằng mình, có khán giả cũng động viên mình không có bằng mình cho nên là nói xấu mình, quý cô chú anh chị, anh em mình đặc biệt là không có nói xấu nghe, chừng nào mà người ta nói mình mới biện hộ ra thôi quý cô chú anh chị, dữ lắm mình biện hộ chứ thật chắc là mình cũng không quan tâm nữa, những cái lời nói đó mình không quan tâm đâu quý cô chú anh chị. Đó, nhiều khán giả lên nói với mình hồi sáng nay mình đâu quan tâm, mình nói thôi đi cô đừng quan tâm tới không nói gì nói à. Đó. Có giỏi thì lên đây quay mẫu của chú nha, đừng có mà ở nhà bóc phét.
Xin chào bà con cô bác thấy video có ý nghĩa, quên nhấn like, đăng ký, ủng hộ kênh với mình nha.